Chào các bạn. Hôm nay chúng ta đến với một cái kho đọc tiếng Nhật cách đây 4 năm 6 năm chứ 6 năm rồi bạn này có cái sinh con. Đọc tiếng Nhật này rồi bạn này sinh con. Sinh con xong thì sau đó nó bị sợi khá là nhiều. Và cái sợi này nó qua cái giai đoạn độ 4. Thế thì trong cái xử lý lần này á, là chúng ta treo tiếng họ neo, có nghĩa là chúng ta sẽ đi cái đường mỏ neo thay cái túi và chúng ta treo cái tuyến lên để cho cái khoảng cách từ hõm xương ức về đầu ngực nó còn dưới 20 cm. Thì bạn này có kết hợp lại với cái việc hút mỡ và làm cái túi mông. Tuy nhiên cái túi mông trong trường hợp này á, bạn lại chọn cái túi lúc đầu quá lớn và cái dạng túi mông thực sự, cho nên á nó làm cho nếu bây giờ mà chỉnh hình cái túi mông á thì cái tuyến mông nó vẫn còn sợi, và cái chính vì cái sợi này á nó làm cho cái mông cảm giác đi xuống nữa, và khi cảm giác đi xuống á thì cái chân nó sẽ cảm giác nó ngắn, cho nên trong trường hợp này á sẽ không chọn cái phương án là bổ sung cái mỡ, mà với cái mông á thì tôi đề nghị với bạn á là nên để gác lại, về sau chúng ta chỉnh lý lấy cái túi mông ra thay cái túi nhỏ hơn và phải treo cái mông lên thì mới xử lý được. Còn với cái ngực á, thì các bạn thấy là đây là mình tách cái mô tuyến ra. Tách cái mô tuyến ra trong trường hợp mà rơi sợi độ 4 như vậy á, thì các bạn hình dung nó giống như là chúng ta lấy cái thau bột á, chúng ta phải lấy cái thau bột ra để riêng. Rồi chúng ta để cái túi vô làm cái khuôn. Thì giống như trường hợp trắng bánh xèo vậy đó các bạn. Lấy cái thau bột ra trải lên cái mô tuyến này nè. Cái nào nó còn nằm lên cái thau bột chúng ta lấy. Thành ra trong trường hợp mà tuyến vú rơi sợi độ 4 á, các bạn nhớ là không phải là một bài toán cộng, tức là lấy cái mô tuyến vú cộng với là cái túi, mà các bạn muốn cái áo ngực sau đó cỡ nào thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái khuôn cho nó bằng với lại cái cỡ đó được. Có nghĩa là cái túi ngực nó đóng vai trò là cái khuôn để chúng ta sau đó điều chỉnh cái má chúng ta muốn mong đợi là nó bằng với cái khuôn mà chúng ta có thôi. Và như vậy thể tích tuyến vú sau đó thậm chí nó nhỏ hơn cái áo ngực mà các bạn đang mặc được. Thì chia sẻ với các bạn về cái cách làm đẹp cho cái ca này sợi độ 4 nó là như vậy. Các bạn chờ nha.